Suối Tre, một thị xã thuộc thị trấn Long Khánh, nằm trên quốc lộ số 1 và cách Sài Gòn 80 cây số về phía bắc. Suối Tre được bao bọc bởi những đồn điền cao su rộng lớn mà ngày xưa dưới thời Pháp thuộc được người Pháp chọn nơi đây, một trong những địa danh của miền Nam để sinh cư lập nghiệp. Mặc dù là một thị xã của miền Nam, nhưng Suối Tre không khác nào như một Đà Lạt, có một khí hậu ấm áp lạ thường, 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Đặc biệt, Suối Tre có những dãy đồi liên tiếp nối nhau, lúc mờ lúc hiện, trong những lớp sương mù bình minh mà từ ngoài không ai có thể nhìn thấy được. Những bãi cỏ non mượt mà như đang ôm lấy từng ngọn đồi nhấp nhô, như đang ôm lấy người yêu nhỏ bé trong vòng tay chiều mến của mình. Những hàng thông già không biết chúng được trồng từ bao lâu mà vẫn vươn mình thẳng tắp, đu đương theo gió. Những ngôi nhà ở đây được xây theo kiến trúc người Pháp, mãi đến bây giờ vẫn còn giữ được một nét đặc thù riêng của nó. Suối Tre đẹp lạ thường hơn khi vào xuân, vì những cây cao su giờ đây đã đổ từng chiếc lá cuối cùng để từ từ dán mở bức màn bí mật về cảnh đẹp bên trong lạ thường của nó và một cuộc sống im ả của người dân. Suối Tre quanh năm suốt tháng đã bị che đậy bởi những đồn điền cao su rậm lá, nhưng giờ đây từ quốc lộ số 1, Suối Tre như một bức tranh kiêu sa lộng lẫy mà không một nghệ sĩ tài hoa nào có thể gom góp hết được những cảnh đẹp của nó để gói ghém trong một tuyệt tác của mình. Những rừng mai đang nhấp nhô trên những sườn đồi, đâu đó còn đọng lại những hạt sương lóng lánh trong những tia nắng bình minh, làm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên lộng lẫy. Từng đám cúc vàng, đỏ, trắng như đang mời gọi, được trồng dưới những hàng cao su đang khoe mình trong nắng, chào đón Chúa Xuân về. Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ đủ làm cho những ngọn cỏ cánh mềm như đang nhảy múa nhộn nhịp. Suối Tre giờ đây như đang khoác cho mình một chiếc áo mới, muôn màu, muôn sắc rực rỡ, để chờ đón một mùa xuân lại rảo bước quay về. Thế là chỉ còn vài ngày nữa là bước sang một năm mới. Tôi lại được về ăn một cái Tết bên ngoại, để được tận mắt nhìn bà gói những chiếc bánh tét trong đôi tay run run khéo léo, và để được ăn món thịt kho măng nước dừa của bà nấu mà chưa một ai là đối thủ. Năm nào cũng vậy, tôi vẫn thường xin phép về quê sớm hơn dự định để dọn dẹp nhà cửa, lau chùi lư đồng, tảo mộ cho ba mẹ và phụ ngoại làm những công việc lặt vặt như gọt củ kiệu, phơi củ cải để làm chiêu món, rồi đem biếu bà con lối xóm cùng chung hưởng hương vị của 3 ngày Tết. Sáng hôm nay, tôi thức dậy rất sớm để ra chợ cùng ngoại mua một vài thứ cần thiết cho ngày Tết. Trong lúc đi ngang qua một ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi trước mặt, cũng ông lão đó, đầu tóc bạc phơ, ngồi trước một góc thông già mà mắt thì cứ chăm chăm nhìn về một góc trời nào đó. Nhưng lần này, ông có vẻ ưu tư và cô đơn lắm thì phải. Tôi định quay người sang hỏi ngoại, nhưng vì không muốn làm phiền bà, chỉ biết quay lại nhìn ông mối một lần nữa rồi tiếp tục đi. Trên đường từ nhà ra chợ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến ông lão. Tại sao? Tại sao lúc nào tôi về thăm ngoại, tôi cũng thấy ông ta ngồi ở dưới gốc thông già hàng giờ với cặp mắt đăm chiêu buồn bã? Thế là tôi quyết định sẽ hỏi ngoại tối nay trong lúc nấu bánh tét. Tôi nghĩ rằng bà đã ở Suối Tre hơn 50 năm, ít nhiều bà cũng sẽ biết về cuộc đời của ông ấy. Ngoại à, có thể cho con hỏi một chút chuyện được không? Chuyện gì vậy Hùng? Đâu, con thử hỏi, nếu trả lời được ngoại sẽ trả lời cho con. Thưa ngoại, sau mỗi lần về đây, con đều thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi ở dưới gốc thông già trong ngôi nhà trên đỉnh đồi trước mặt vậy ngoại. Ông già nào? Ngoại hãy nhìn ông già đang ngồi trong ngôi nhà kia kìa. Ồ, thì ra là cậu ba. Ngoại biết không, nhiều lần con muốn đến để nói chuyện cùng ông ấy, nhưng vì ngại nên con chưa có cơ hội. Thôi, Con đừng làm phiền đến ông ấy, hãy để ông ta yên tĩnh. Ông ấy thích như vậy và sống một đời sống cô đơn đã nhiều năm. Tôi rất ngạc nhiên trước những lời nói của ngoại. Những lời nói tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một hàm ý gì đó mà ngoại chưa nói hết. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ ngoại biết ông ấy là người như thế nào cho nên mới nói như vậy. Nhưng tại sao ngoại lại biết ông ta cô đơn đã hơn nhiều năm? Tôi đành bấm bụng hỏi tiếp. Thế ngoại có biết gì về chuyện của ông ta không? Và tại sao ông ta lại cô đơn đến bây giờ hả ngoại? Vợ con và gia đình của ông ta đâu? Ngoại tôi lắc đầu, lấy chiếc khăn rằn lau đi khuôn mặt, đưa mắt nhìn thẳng về góc thông già nơi của ông lão đang ngồi, rồi từ từ kể cho tôi nghe về cuộc đời của ông ấy. Tết năm nay không giống như Tết của mọi năm. Gia đình của ông bà Nguyễn Đại đón Tết một cách rất linh đình và nhộn nhịp. Từ 25 Tết, ông Nguyễn đã cho người làm bỏ hết những gốc mai vào trong chậu, rồi đặt rải rác từ chân đồi cho đến tận ngôi nhà của ông bà trên đỉnh đồi. Những bụi thực dược đỏ, cúc vàng và vàng thọ muôn màu sắc rực rỡ cũng được sắp đặt rải rác, nhưng rất tươm tất xung quanh sườn đồi. Những cành lan mà ông bà đặt mua từ Đà Lạt cũng được treo lủng lẳng khắp nơi, từ gian đầu cho đến gian cuối. Trong nhà thì người làm tấp nập ra vào, tiếng người cười cười nói, tai mang tai sách, dọn dẹp, để ông bà chuẩn bị đón cậu ba về lại Việt Nam sau bao năm du học bên Pháp. Kể từ khi nghe tin cậu ba về, ông bà Nguyễn Đại lúc nào cũng nở từng nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu của mình. Nhất là bà Nguyễn, lòng như mở hội, vì sắp sửa được gặp lại đứa con trai mà bà yêu dấu đã xa vắng hơn nhiều năm. Ông bà Nguyễn Đại là một gia đình rất giàu có ở thị xã Suối Tre. Những đồn điền cao su rộng lớn thời bấy giờ đều do ông bà sở hữu. Ba là người Pháp, mẹ là người Chàm Lai, nên bà Nguyễn có một vẻ đẹp thật lộng lẫy kiêu sa. Mặc dù giàu có, nhưng ông bà sống một đời sống bình dân giản dị, hòa đồng và giúp đỡ những người nghèo khổ trong lúc cần thiết, nên gia đình của ông bà được bà con lối xóm nể nang và kính trọng. Ông bà Nguyễn Đại có tất cả 4 người con. Cô con gái đầu lòng tên Thúy, lấy chồng là một giáo viên trường làng. Ngoài công việc chăm sóc cho chồng và gia đình, những lúc rảnh rỗi cô hai Thúy vẫn thường theo mẹ làm công việc từ thiện ở những phương xa. Cô hai Thúy giống mẹ từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ đoan trang và thùy mị, cho nên cô được mẹ thương nhiều. Cô có một vẻ đẹp thanh tao, đôi chân mày rậm, sống mũi cao, mái tóc đen huyền, nhất là đôi mắt như hai hạt ngọc mà lúc nào cũng mang mát, như chứa đựng tình cảm của những thôn nữ miền quê, mà bất cứ một cô gái nào khi nhìn cô cũng đều thèm thuồng có được một vẻ đẹp giống như cô. Cô con gái thứ tư tên Thủy, có chồng từng là sinh viên, cũng du học bên Pháp. Tánh tình của cô giống hệt như ông Nguyễn, rất cương quyết, thẳng thắn, lanh lợi, thông minh, cho nên được ông bà Nguyễn giao cho quản lý tất cả các công việc trong đồn điền, từ quản lý công nhân cho đến giao tiếp và buôn bán. Cô Tư Thủy có một nét đẹp vừa Việt vừa Tây. Đôi môi cô lúc nào cũng ửng đỏ như những nụ tầm sung chín mọng. Đôi mắt cô thật to và lóng lánh như những con búp bê được bày bán ở các tiệm siêu thị. Tóc cô luôn tém gọn để lộ một khuôn mặt kiều diễm mà đã từng làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu gã suy tình. Cô con gái thứ năm tên Nhàn, có chồng là người Pháp và đang làm việc ở Sài Gòn. cô Năm Nhàn có một cuộc sống rất là Tây phương. Cô sống xa gia đình vì theo chồng và phải chăm lo một số quán bar ở Sài Gòn do cô làm chủ. Cô vẫn luôn thường xuyên về thăm ông bà Nguyễn những lúc rảnh rỗi hay sum họp gia đình. Khác với hai cô chị của mình, cô Năm Nhàn nói tiếng Pháp rất lưu loát. Cách ăn mặc và trang sức của cô không khác nào như một bà đầm bên Pháp. Nay là 30 Tết, gia đình của ông bà Nguyễn Đại sẽ đoàn tụ với con cháu và đón cậu ba từ Pháp về. Từ mờ sáng, cô Hai Thúy cùng thầy Khải và bé Mỹ Duyên, đứa con gái đầu lòng, đã có mặt tại nhà ba mẹ. Cô Tư Thủy, thầy Tuấn và bé Khương thì sống chung với ông bà đã có mặt từ lâu. 9 giờ sáng, cô Năm Nhàn cùng ông chồng là ông Robert cũng từ Sài Gòn lái xe con xuống. Trong nhà người làm lăng xăng, chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào để mang hành lý vào trong nhà cho các thầy các cô. Trên lầu, bà Võ từ từ bước xuống để cùng chung vui với các cháu. Bà Võ là mẹ của bà Nguyễn. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng bà rất khỏe mạnh và đẹp lão. Bà sống với con với cháu kể từ khi chồng bà qua đời trong cơn bệnh tim. Sau khi đưa thi hài của chồng về Pháp, bà quay về quyết định ở lại Việt Nam để chăm sóc đồn điền cao su. Vì thương mẹ nên bà Nguyễn cũng ở lại để chăm sóc mẹ và phụ mẹ quản lý các đồn điền cao su. Trong các cháu ngoại, bà Võ thương nhất là cậu ba. Vì từ ngày khi còn nhỏ, cậu và bà luôn khấn khích bên nhau. Hai bà cháu luôn cùng nhau tâm sự những lúc buồn hay những lúc vui. Đúng 12 giờ trưa, một chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng đậu trước nhà của ông bà Nguyễn. Trong nhà tất cả mọi người đều chạy ra. Gia đình ông bà Nguyễn đều có mặt trước sảnh đường. Những người làm, già, trẻ, trai, gái đều đứng đằng sau cùng chung một niềm vui để được gặp lại cậu ba. Một người đàn ông làm trong nhà lật đật chạy ra mở cửa xe. Cánh cửa xe từ từ mở. Trong xe một cậu thanh niên bước xuống. Chân mang giày đen được đánh bóng rất kỹ lưỡng. Mặc quần kaki màu ngà cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng, mà tay áo thì được sắn cao để lộ một cặp tay khỏe mạnh. Tóc hớt cao, đầu đội nón kết màu đen nghiêng qua bên phải. Tướng cao ráo điển trai, nước da ngăm ngăm, sống mũi cao theo kiểu La Mã, làm cho khuôn mặt chữ điền của cậu càng thật hấp dẫn. Cậu đeo cặp mắt kiến màu đen, nhưng cặp chân mày rậm rạp, đều, vẫn lồ lộ trên khuôn mặt, nhìn cậu rất là nam tính. Đó là cậu ba, đứa con trai duy nhất của ông bà Nguyễn, đã xa cách gia đình nhiều năm. Vừa thấy gia đình, cậu ba đã nở ngay một nụ cười tươi tắn với đôi hàm răng trắng toát trên đôi môi ửng đỏ. Cậu tháo cặp mắt kiến rồi vội chạy đến ôm mẹ, hôn mẹ, rồi quay sang ôm lấy bố, hôn bố, và tất cả những người thân, từng người một. Cậu xoay người qua phải rồi quỳ xuống trước mặt bà Võ, cầm lấy đôi tay run run gầy còm của bà, đặt lên trên má của cậu, rồi hôn lên đôi tay đó chậm chậm. Đôi mắt đen to, buồn, cậu ngước nhìn ngoại, như muốn nói lên niềm thương nhớ, nhưng chỉ biết nhìn nhau mà không nói lấy được một lời. Bà Võ cũng vậy, chỉ biết xòa tay lên đầu cháu mà cũng chẳng nói một lời nào cả. Tất cả đi vào trong nhà. Cậu nắm tay ngoại cùng từ từ bước theo. Trưa 30 Tết, bà Nguyễn cho tất cả người làm nghỉ Tết về quê để sum họp với gia đình của họ. Chỉ còn lại một số người làm không có họ hàng thân thích thì ở lại ăn Tết cùng với gia đình của bà. Tất cả mọi người bước vào trong phòng ăn. Trong phòng một chiếc bàn gỗ mung với 12 chỗ ngồi bóng loáng. Hình hai con rồng được chạm chỗ rất công phu, chạy dài xung quanh bàn. Trên bàn thức ăn được bày biện rất mỹ thuật. Nào là thịt kho măng nước dừa, heo quay bánh hỏi, cùng những dĩa rau thơm xà lách tươi rói, đi cùng với món dưa giá và dưa món, ngỗng quay với củ kiệu. Đặc biệt là món tôm kho tộ và canh chua cá lóc mà cậu ba thích nhất, bốc mùi thơm phưng phức cả một căn phòng. Mọi người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ, làm rộn ràng cả một căn phòng. Tối 30 Tết, tất cả mọi người lại quây quần bên nhau, dùng trà dùng mứt để đón giao thừa. Bên góc trái của căn nhà, ông Nguyễn, thầy Khải, cậu ba, thầy Tuấn và ông Robert thì cứ chăm chú nhìn những con cờ tướng đang được ông Robert và thầy Khải điều khiển. Ông Nguyễn miệng nhấp từng ngụm trà, miếng mứt và đôi khi nở từng nụ cười tươi tắn, rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn con nhìn cháu mà cõi lòng của ông cảm thấy hân hoan mãn nguyện. Bên góc phải căn nhà, cô hai Thúy, cô tư Thủy và cô năm Nhàn ngồi quấn quýt bên mẹ bên ngoài để được nghe kể lại lịch sử của gia đình. Bà Nguyễn lúc thì đưa tay xòa xoạng lên đầu của bé Duyên, bé Khang, lúc thì sang ngồi bên cạnh cô hai Thúy, cô tư Thủy. Lòng bà cũng cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Sáng mùng 1 Tết, tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm để lên chùa xin sâm Phật và hái lộc đầu năm. Bà Nguyễn trong chiếc áo dài gấm màu xám, hai eo được bấm sát, càng làm cho thân hình của bà thêm uyển chuyển, mà khi nhìn bà không ai có thể tin được bà đã ngoài 50. Bà Nguyễn đeo trên cổ sợi dây bạch ngọc là gia bảo của gia đình đã được lưu giữ hơn 200 năm. Tóc bà bới cao, được cài bằng một chiếc châm bằng cảm thạch màu hường, là món quà đầu tiên của ông Nguyễn tặng trong lần đầu tiên hẹn hò. Cô hai Thúy trong chiếc áo dài màu tím, quần màu vàng, những đó cúc thì được thiêu nổi bằng chỉ màu đen, chạy dài từ lai quần cho đến viền áo. Cô đeo bộ vòng xi men 7 chiếc và đôi bông tai vàng 18 được chạm trổ bằng những cánh cúc rực rỡ rất công phu và khéo léo, được làm ở bên Pháp. Đó là hai kỷ vật của ông ngoại tặng cô trong ngày cô vừa tròn 18. Trên cổ cô đeo chiếc còng 2 lượng của thầy Khải tặng trong ngày hôn lễ. Tất cả những đồ trang sức cô đeo tuy quý giá nhưng rất đơn sơ và giản dị, đã làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của cô. Cô tư Thủy trong chiếc áo dài màu xanh lục, quần màu trắng, trên áo hình một nhánh mai được thêu bằng màu vàng, trải dài từ ngực xuống viền áo. Cổ áo cô được khoét to hình chiếc thuyền, để lộ một cặp ngực đầy nhựa sóng. Khác với cô hai Thúy, những đồ trang sức của cô tư Thủy làm bằng vàng trắng và được chạm trổ theo kiểu vua chúa thời La Mã, và cũng là món quà sinh nhật của ông ngoại tặng năm cô 18 tuổi, được mua từ Hy Lạp. Cổ cô đeo chiếc còng bằng bạc, được khắc hình một nhành mai chạy quanh. Đó là món vật của thầy Tuấn trong ngày kỷ niệm 5 năm họ lấy nhau. Còn nói về cô năm Nhàn, cô hết thử chiếc áo dài này rồi đến chiếc áo dài khác. Cô chạy lên lầu rồi chạy xuống lầu để hỏi mẹ và các chị xem chiếc nào hợp với cô. nhưng không có cái nào làm cô vừa ý cả. Cuối cùng cô đành chọn cho mình chiếc áo đầm màu trắng bó sát người mà ông Robert mua tặng trong lần về Pháp kỳ rồi. Cũng giống như hai cô chị của mình, cô Năm Nhàn trang điểm cho mình bằng một bộ trang sức cảm thạch màu xanh, cũng là món quà của ông ngoại tặng, được mua từ Trung Quốc cũng vào năm cô 18 tuổi. Từng bước đi của bà Nguyễn, cô Hai Thúy, cô Tư Thủy và cô Năm Nhàn, từng bước, chầm chậm như những nàng tiên đang nhảy múa trong rừng cao su. Những tà áo dài, tím, xanh, đỏ, trắng, bay bay trong gió như những cánh bướm đa tình lả lướt trong nắng xuân. Ông Nguyễn, thầy Khải, thầy Tuấn và ông Robert áo cũng được đóng thùng tươm tất, đi bên vợ bên con mà lòng thì hãnh diện và hạnh phúc vô biên. Trên đường từ nhà đến chùa, hai bên đường lúc nào gia đình của ông bà Nguyễn Đại cũng được bà con đưa mắt nhìn và trầm trồ khen ngợi. Như thường lệ, cậu ba thức dậy rất sớm từ lúc trời còn tinh sương. Cậu tự tay pha cho ba mẹ một bình trà nóng, vào ngoại một bình sâm, để khi thức dậy mọi người có trà sâm để uống. Cậu thả hồn đi bộ một mình trên những con đường đất đỏ có những hàng cao su trải dài thẳng tắp, mà cậu cứ ngỡ rằng đó là những chàng trai quê mùa nhân hậu, tay cày tay cuốc, cười cười nói trên con đường đê vui vẻ ra đồng. Từng hàng cao su đang nhấp nhô trong gió, trong những lớp sương mù, và đang đu đưa theo gió như những chàng trai đang phơi mình tắm nắng bên bờ suối xanh trong, không quần không áo, rạo rực mời gọi cậu cùng hưởng thụ thú vui của một ngày mới. Một cơn gió xuân nhẹ nhẹ thổi lướt qua, làm lòng cậu se thắt lại, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Cùng dưới những hàng cao su này, cậu và Luân có biết bao nhiêu kỷ niệm của những chiều mưa, cậu và Luân dầm mưa trong rừng cao su sau giờ tan học, kỷ niệm của lần đầu tiên khi da chạm da, thịt chạm thịt, kỷ niệm của chiếc hôn đầu đời mà khi trao cả hai đều thẹn thùng mắc cỡ, và kỷ niệm của những đêm trăng sáng, gối bên gối, đầu bên đầu, nằm kề bên nhau để hàn huyên tâm sự. Tình cảm của cậu và Luân tưởng như không gì thay đổi được. Thế rồi cậu rất đau buồn kể từ khi hay tin người yêu đi lấy vợ vì sự ép uổng của gia đình. Kể từ ngày đó, cậu như người nửa tỉnh nửa mê, mọi sự việc trên cõi đời đối với cậu như vô nghĩa. Không muốn chứng kiến trước cảnh người yêu đi lấy vợ và không muốn đài đọa thêm thể xác và linh hồn, nên cậu xin ba mẹ sang Pháp du học để quên đi nỗi buồn vô tận. Khi về đến nhà, cậu ba lột hết quần áo, chỉ còn lại chiếc quần cỏn con, chạy thẳng ra sau nhà, nhảy tùm xuống dòng suối để lộ một thân hình khỏe mạnh. Cậu như một con thiên nga đang lạc loài ngụp lặn trong trời nước mênh mông. Đôi cánh tay rắn chắc của cậu khi đưa lên, lúc đưa xuống như đôi cánh thiên thần, có lúc mãnh liệt, có lúc yếu ớt và có lúc ngừng lại hẳn. Hình như cậu ba đang tìm lấy một cái gì đó, một kỷ vật gì đó vẫn còn đang hiện hữu và vẫn còn đang lẩn quẩn đâu đây. Trên vách đá kia, giữa dòng suối này mà tìm hoài tìm mãi, cậu chưa tìm thấy được. Bơi lội được vài vòng, cậu bước lên thềm từ từ nằm xuống. Hai chân buông dài, hai tay buông thẳng, và thỉnh thoảng cậu thu mình lại như đang giữ chặt một kỷ vật gì đó đã vượt khỏi tầm tay, vừa tìm thấy được. Ánh nắng bình minh xuyên qua kẽ lá, rồi xuống thân thể cậu làm những giọt nước vỡ tan, lăn tròn từ lồng ngực, len lỏi qua từng ngấn bụng, bắp thịt. Từng giọt, từ từ rơi xuống như những dòng suối rì rào róc rách, luyến lách qua từng khe đá nhỏ mà đã có lần cậu ví da thịt mình là đá và của ai kia là nước, đã một thời quyện chặt lấy nhau. Nhiều lần cậu ba nắm tay Cường, hay Cường cầm tay cậu ba để dìu dắt nhau qua những con đường trơn trượt. Những giây phút được nắm tay cậu, được đụng vào da thịt của cậu, không biết cảm giác của cậu ba lúc đó ra sao. Còn Cường thì cảm thấy thật hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Mà lòng thì cứ bảo và cầu mong sao phía trước là những con đường trơn trượt và khó đi hơn nữa. Để cậu ba nắm tay Cường, Cường cầm tay cậu ba, như đôi chim mãi mãi không xa rời nhau. Đi được một đoạn, cậu ba ngước mặt lên trời, hai tay dang rộng như đang muốn hít thở lấy từng mùi hương của lúa chín. Cậu quỳ xuống, ôm nhẹ lấy một nhành lúa chín đưa sát vào mặt. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn Cường với cặp mắt đầy quyến rũ, như muốn mời gọi Cường cùng ra hưởng lấy mùi vị thiên nhiên cùng cậu. Cường hiểu ý, rồi từ từ bước lại gần bên cậu ba. Cậu đứng lên, hai tay đưa thẳng vào túi quần, rồi cùng bước nhẹ nhẹ trên con đường đêm nho nhỏ. Trời nắng chang chang, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và làm ướt cả chiếc áo của Cường đang mặc. Cường cởi bỏ lấy chiếc áo ngoài, chỉ còn lại áo thun ba lỗ. Ngồi nghỉ mệt một tí rồi tiếp tục tay điều tay đập từng bó lúa. Cường quay sang bên phải, định cúi người xuống để ôm lấy bó lúa lên tay, thì cậu ba đã đứng cạnh đó từ lúc nào. Cậu ba cũng trong chiếc áo thun ba lỗ, để lộ một cặp tay rắn chắc và một đôi vai khỏe mạnh, nhìn không giống một ông bác sĩ chút nào. Thân hình của cậu ba mặc dù được bao bọc bởi chiếc áo thun, nhưng Cường vẫn thấy rất rõ từng ngấn hiện rõ rệt. Cường muốn nhìn thẳng vào thân thể của cậu ba, xuyên qua lớp áo thun mỏng kia để thấy rõ da thịt, ngấn bụng, bắp thịt với bộ ngực đầy hấp dẫn kia. Sợ để lộ chân tướng của mình, Cường ôm vào lấy một bó lúa, mắt nhìn về hướng khác, rồi luôn miệng hỏi: "Ủa, sao ra đây?" Cậu ba vui vẻ trả lời: "Chứ biết làm gì bây giờ, ngồi một mình chán quá, thấy Cường đập lúa thấy thích làm sao á, cho nên mới ra đây, nhờ Cường chỉ giùm." Nghe câu nói đó của cậu ba, Cường nửa tỉnh nửa mê, không biết sự thật hay ảo mộng, vì Cường sắp sửa được đụng vào da thịt của cậu. Cường không hối hả, vì biết rằng sớm muộn gì thì mình cũng được một lần đụng chạm. Cường quay sang rồi làm bộ hỏi tiếp: "Thế từ xưa đến bây giờ, cậu chưa từng đập lúa hay sao?" Cậu ba cười rồi nói: "Sống và lớn lên ở thành phố thì làm gì biết chuyện này." Cường tủm tỉm cười rồi nói: "Thôi được, cậu ba đến đứng gần đây đi, chiếc bó lúa nè, Cường sẽ chỉ cho." Rồi Cường làm bộ hỏi tiếp: "Thế cậu ba muốn xem Cường hay là muốn Cường chỉ?" Cậu ba mỉm cười rồi nói: "Thế Cường thấy cách nào là tốt nhất?" Cường cười thầm trong bụng rồi tự nói nhỏ: "Cách tốt nhất dĩ nhiên là một người đằng trước và một người đằng sau rồi. Khổ quá mà còn phải hỏi." Cường nói tiếp: "Cậu ba đến đứng trước bồn lúa này đi, Cường chỉ cho." Cậu ba tiến lại gần rồi đứng đối diện cùng Cường. Lúc đó Cường cảm thấy hình như thân thể mình có hàng vạn con kiến đang bò chậm chậm. Cường đưa mắt nhìn cậu và nhìn lấy thân thể không xa mấy trong tầm giới. Cường bắt gặp trong ánh mắt long lanh đầy quyến rũ kia hình như cũng muốn nói lên một điều nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được họ đang muốn gì. Cường cảm thấy hình như có một luồng điện nào đó đang truyền qua Cường từ thân thể của cậu ba. Cường cảm thấy tê tê và lạnh lạnh làm sao, thật khó mà diễn tả nổi cái cảm giác lúc bấy giờ. Cậu ba vẫn tiếp tục nhìn Cường chiều mến. Cường cũng đang nhìn cậu ba bằng cả sự hồi hộp và sung sướng lẫn lộn. Cường muốn hôn lên đôi môi của cậu. Cường muốn ôm chầm lấy cậu ba trong vòng tay của mình, để đôi tay này có thể sờ soạng lên thân thể của cậu, lên từng mảnh da miếng thịt, cụp đầu vào lòng ngực của cậu ba, để cho con tim mình và cậu hòa cùng hơi thở cho nhau. Và Cường cũng đang thèm khát đôi bàn tay cứng rắn của cậu ôm nhẹ lấy thân thể của mình, cùng nhau nhìn ngắm những đồng lúa vàng óng ả. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm Cường tỉnh giấc. Rồi Cường nói với cậu ba: "Cậu ba nè, cậu ba xoay người lại đi, Cường sẽ chỉ cho." Vì Cường không muốn cảnh tượng hai chàng trai nhìn nhau trên đồng lúa kéo dài. Nếu có ai đó bất chợt nhìn vào, họ sẽ nghĩ sao? Mặc dù Cường vẫn còn rất muốn cái giây phút đó kéo dài vô tận. Cậu ba xoay người lại. Cường cúi xuống ôm một bó lúa lên tay, đưa cho cậu, quay sang đứng đằng sau, rồi nói tiếp: "Cậu ba nè, cậu ba hãy cầm bó lúa lên đi, và nâng bó lúa lên như thế này, đập mạnh xuống nha cậu ba, rồi rủ xuống nhẹ nhẹ vài lần để cho những hạt lúa rơi hẳn ra, và cứ tiếp tục tay điều tay đập như thế này nha cậu ba." Cường đứng đằng sau, dựa sát thân thể của mình vào thân thể của cậu ba. Hai tay Cường cầm chặt lấy hai bàn tay của cậu cùng bó lúa. Hai người cùng nhau từng nhịp đưa bó lúa lên, rồi đưa bó lúa xuống. Trong giây phút đó, Cường không biết gì nữa cả, bỏ quên hết mọi sự chú ý của mọi người chung quanh. Mặc kệ, không biết cậu ba có phải như vậy không? Không thèm nghĩ ngợi đến những gì có thể xảy đến, chỉ biết giờ đây, giây phút này, Cường đang chìm đắm trong hạnh phúc hiện tại. Vừa đập xong bó lúa, Cường buông cậu ba ra. Cậu ba quay người sang rồi nói: "Không ngờ đập lúa dễ và vui như thế này, ai mà làm không được." Cậu ba đặt lấy bó lúa xuống đất rồi tiếp: "Thôi Cường nè, Cường cứ ngồi đây đi, để tôi đập thêm cho vài bó." Cường ngồi bệt xuống, cứ nhìn cậu ba và suy nghĩ du dơ. Cường nở một nụ cười nhẹ rồi thầm nói trong bụng: "Thật là khó tin thiệt. Mình mới gặp cậu ba sáng nay, hai người đứng cách vài thước, rồi làm quen nói chuyện, rồi cùng nhau dìu dắt trên con đường làng. Rồi bây giờ mình lại được đụng chạm vào thân thể của cậu ba. Có bất ngờ lắm không? Không biết cậu ba nghĩ sao, mà cậu ba có phải như vậy không?"